Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui cùng chính quyền và bà con nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chia sẻ với bà con nhân dân nơi đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết, không chỉ đồng bào trong nước mà rất nhiều người là công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đã đánh giá rằng hiếm có nước nào trên thế giới có hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc đầy ý nghĩa như Việt Nam. Xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi sinh sống của 6 dân tộc. 6 dân tộc anh em cùng đoàn kết, gắn bó xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là hình ảnh rất điển hình của đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mức xuất phát điểm trước đây rất thấp, xã Trung Lương đã ngày càng vươn lên, hiện thu ngân sách cấp xã đạt gần 8 tỷ đồng một năm là mức khá. Chủ tịch Quốc hội mong muốn huyện Định Hóa quan tâm nhiều hơn đến các xã để phấn đấu đến năm 2022, huyện Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới, xã Trung Lương phấn đấu nâng cao hơn nữa các tỷ lệ số hộ trong xóm có nhà xây kiên cố, số hộ có kinh tế khá trở lên. Trước những khó khăn, thử thách vô cùng to lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết dịch bệnh đến nay cơ bản đã được kiểm soát trên cả nước. Tính chung 9 tháng đầu năm, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng dương, từ tháng 10 đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Sự ưu việt của chế độ ta, hệ thống chính trị của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc là một cái biểu tượng hết sức là thiêng liêng và hết sức là thiết thực. Thì đó là các cái tổ chức chính trị xã hội, các cái thành viên của mặt trận. Thì chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn thử thách như vậy. Khi bầu cử không ai nghĩ là chúng ta làm được như thế. Rồi thì cái đại dịch cũng như là kinh tế không ai nghĩ là chúng ta vượt qua được như thế. Mà đúng là càng cái lúc càng khó khăn. Thì cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta càng coi như phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Rồi những hình ảnh tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, lúc khó khăn, trên dưới đoàn kết một lòng. Nhắc lại Định Hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả các mặt hoạt động. Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no, sung túc hơn của người dân. Mục đích tối thượng mà lúc Bác viết cái tác phẩm Sửa đổi lối làm việc cũng nhằm như mục đích đấy. Để xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng mà tất cả là do dân và vì dân, người dân được thụ hưởng. Thế nếu mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà không có người dân tham gia thì cũng là không thể thành công được. Mà cái thành quả của sự nghiệp đổi mới mà nếu người dân không được hưởng thì nói chung cũng chẳng có ý nghĩa. Ngay từ ngày trước Bác đã nói cái chuyện này, Bác Hồ đã nói cái chuyện này rồi. Thế giờ đoàn toàn Đảng toàn dân ta thì đang phấn đấu để mà khắc phục cái khó khăn. Và càng khó khăn thì chúng ta càng phải quyết tâm hơn nữa. Và từ những cái nhân tố, và từ những xóm thế này, liên xóm này, xã này, rồi các huyện này, tỉnh này, để trăm hoa chúng ta đua nở, trăm hoa chúng ta phấn đấu, trong người như một chúng ta thi đua, thì chắc chắn là cái sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công. Nhân dịp về dự ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 300 triệu đồng tặng nhân dân xóm Cầu Đá, xã Trung Lương để xây dựng nhà văn hóa. Đoàn công tác cũng đã trao tặng 2,5 tỷ đồng để xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên và trao nhiều phần quà tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Trung Lương. Trước đó, vào ngày 16 tháng 11, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại đây.